sương răng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những hết pin. Sorry các bạn nhé. Chả phải hết pin đâu, iPad đã bị chậm nguồn. Giới thiệu cho các bác một cấu hình để chuyên các cái dòng nhạc vàng bolero nhé. Đây, cấu hình may em ghép luôn cả quai cho các bác. Nếu mà nghe nhạc vàng và bolero thì nghe qua quai nó sẽ rất là hay. Cấu hình gồm có 7825 mã của Pioneer này. Em này công suất 155W, đi 100V. Giá giao lưu em này 10 đồng rưỡi. Đấy, cặp loa này thì mới đáng để sưu tầm này. Cặp loa Sansui SP-X9 sở hữu bass 40. Anh em nhìn rất khủng nhá. Hai tép kèn. Đấy. Hệ cái này của nó là hệ siêu tép. Và một chung rất là lớn. Đấy. Em này là 5 way 7 loa. Đấy. Bên hông đây, rất là mới nhá. Quay đằng sau nha. Sản phẩm đều là made in Japan hết nha. Âm ly và equalizer đều vậy nha. Công suất 300W này. Đấy, giá giao lưu cặp này là 15.8. Con quai này bao tiền? 4,5 triệu này. 10,5 triệu là đi 15 cộng này là khoảng độ 30,8 triệu cả bộ. Giá rất hợp lý. Chưa bằng một cặp loa Sansui CS 992 nha các bác nhé.